sớm săn bay, ngắm con ngủ say giấc nồng, bé bàng mộng ước đêm đông. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm chăn ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão buồn, để yêu nhau đến muôn ngàn sao. Nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, tình yêu xóa tan sầu thương. Út 1, đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hoặc ai biết tin tức về bà Huỳnh Thị Mỹ Hằng thì thông báo cho Tòa án Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo địa chỉ như trên. Và người yêu cầu là ông Nguyễn Quỳnh, sinh năm 1986, địa chỉ thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận,